Biến xin gửi lời chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bạn Khỏe Không. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng nhau nói những câu chuyện về sức khỏe rất là quan trọng đối với bản thân cũng như là gia đình của mình quý vị nhé. Và cùng trò chuyện với quý vị khán giả của Bạn Khỏe Không hôm nay thì xin được giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Phương Dung. Xin chào chị ạ. Chào em, Phương Dung xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Khỏe Không. Ngày hôm nay là thấy chị Phương Dung rất là tươi tắn rạng rỡ đến đây. Hôm nay chị gặp em rồi ha, nhưng mà chị thắc mắc là hình như bữa nay cái cuộc trò chuyện này của chương trình này hình như có hai chị em mình thôi hả em? Dạ, còn cái ghế có một nhân vật quan trọng cũng sắp tới với mình nữa đó. Dạ, đợi không có lâu đâu ạ. Không kịp uống luôn. Dạ, xin chào chị Phương Dung, xin chào Phùng Yến. Dạ, xin chào tiến sĩ tâm lý học Tô Nhi. Xin mời chị Tô Nhi ngồi ạ. Và xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Bạn Khỏe Không. Em mời hai chị ạ. Dạ. Ba cô gái xinh đẹp này đều cùng mặc màu áo màu xanh hết. Dạ. Yeah. Uống trà nói câu chuyện về sức khỏe, và câu chuyện sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay đó là chuyện về bệnh vặt và cơ thể mình có thể tự chữa lành được hay không. Em thì em có đọc một bài báo, thì bài báo đó nói rằng nếu mà mình chú ý hồi phục sức khỏe và thay đổi các thói quen sinh hoạt thì khoảng từ 60-70% những bệnh tật sẽ tự khỏi. Thì em thấy là nhiều khi là nó cũng tương đối đúng với em. Ví dụ như là khi mà em cảm sổ mũi, ho một chút xíu đi, thì em sẽ ăn nhiều những cái loại trái cây có vitamin nè, rồi em tập yoga, và lúc đó mình cũng bớt việc lại, mình nghỉ ngơi một chút xíu cho cơ thể mình nó tự vượt qua. Không biết là chị Phương Dung thấy sao ạ? Trước đây chị khỏe, chị trẻ nghe em thì chị ỷ sức khỏe lắm. Bởi vì mình nghĩ là mình có cái sức đề kháng, rồi mình cũng đi ra ngoài trời rồi hưởng ánh nắng mặt trời thường xuyên. Tới sau này giờ chị mới thấy đó là cái chủ quan, chủ quan ỷ y của mình, và chị bị một cú nặng, thành ra chị mới biết là đừng có ỷ y giống như em này chị. Phải thức đêm mới biết đêm dài. Phải bị một cú nặng đó. Nặng à. Thôi trước khi mà mình bàn cái câu chuyện đêm dài đó, thì bây giờ em xin mời hai chị mình sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm sau đây. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi quý vị nhé. Dạ, dạ alo, dạ em nghe nè. Dạ rồi, dạ dạ đúng rồi. Dạ dạ, ngày mai là mình đi xuống mình kiểm kho đó anh. Dạ rồi, để lát nữa em coi lại giờ rồi em báo anh nha. Dạ dạ dạ. À, dạ em xin, dạ dạ lát em gọi lại anh nha, em có cuộc gọi. Dạ dạ dạ, dạ rồi, dạ chào anh. Alo chị nghe nè cưng. À em ơi, cái bản hợp đồng á, cái bản hợp đồng em coi lại giùm chị đi. Nghe cái điều 3 đó, đúng rồi, nó sai rồi cưng. Em sửa lại gấp giúp chị rồi tối nay em gửi nha. Ừ, để mai chị gửi cho khách nữa. Rồi, 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 ok cưng, rồi, rồi, bye bye, bye bye. Chàng ơi, lu bu dữ vậy hen. Ủa, hôm qua nào vậy? Trời, trời, nãy lúc nãy bà mới vừa chào tôi luôn á. Tôi có chào bà hả? Có. Ôi vậy hả, không phải, quên, xin lỗi, Rồi, rồi, có chuyện gì không vậy? Ủa mà, bé Ti đâu rồi? À, nó đi với ba nó qua bên nội chơi rồi bà ơi. Ê, vậy được đó, nè. Đi với tôi, đi siêu thị mới mở giảm 50% luôn. Đi. Trời ơi, bà ơi, bà thấy tôi quá trời, tôi còn chưa có xong cái gì hết luôn á. Thật. Ờ, nè, nè, nè. Ê. Bà tự bà đi đó. Nè, thôi thôi, tự nhiên tôi thấy bà mỗi lần bà vô bà làm công việc cái bà là sao vậy? Không được, bây giờ không đi siêu thị nữa mà đi khám bác sĩ với tôi. Trời ơi, cái bà này sao thiệt luôn á. Trái gió trở trời thì giờ mấy cái bệnh vặt ho sổ mũi bà phải để tự động nó hết rồi, ngày mai nó hết rồi. Nè, tôi nghe cái câu mai nó hết của bà là mấy lần rồi, tính tới hôm nay là ngày thứ 3 rồi đó. Bây giờ bà không đi bác sĩ thì đi ra mua thuốc với tôi. Bà ơi, sao mà bây giờ cứ đụng hở cái là phải đi bác sĩ, hở cái là đi mua thuốc, mấy cái này là bệnh vặt bệnh nhẹ, bà cứ hả đụng cái bà cứ uống thuốc nha, nó mới bà mới bị lờn thuốc đó, mốt bà uống gì cũng không có được hết. Với lại hả là bà phải để cho cơ thể bà có bệnh đi, để cho nó có sức đề kháng, nó có sức đề kháng thì bà mới khỏe được, chứ đâu cứ ốm yếu hoài vậy hả, cứ bảo vệ mình như hoài hả. Bà đó, bà nhìn lại bà đi, hằng ngày bà công việc nè lu su bu như vậy rồi lấy đâu, à chưa kể nha, bà ăn uống không điều độ, bà nghỉ ngơi không hợp lý, thì lấy đâu cái cơ thể của bà nó có cái sức đề kháng để mà nó tự chữa lành chứ. Rồi bây giờ nó nghe nè, rồi được rồi, ngày mai nha, cho tôi ngày mai, nếu mà ngày mai mà nó không hết nữa tôi sẽ đi bác sĩ. Thôi đi nè, mà bà đó, cái sức khỏe bà không lo, rồi bây giờ lỡ như một cái bà đùng ra cái bà có cái chuyện gì, rồi chồng bà ai lo, con bà ai lo,
không lẽ tôi lo? Đó đó, ho, nói tới lo lại là ho hụ 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 luôn rồi, nghe thấy chưa? Đó, bà đó, sao bà không có lo cho sức khỏe gì hết trơn á? Em có điện thoại, cho em nghe điện thoại đi chị. Được rồi, em nhức đầu quá. Chị, để em nghe điện thoại nghe chị ơi. Dạ, em nghe nè anh. Dạ dạ đúng rồi, ngày mai mình kiểm kho đó anh. Dạ, 9 giờ hả anh? Dạ anh ơi, thôi mình chuyển qua 2 giờ trưa mình đi kiểm được không anh? Dạ. Dạ dạ, tại sáng em bận đi khám bác sĩ anh. Dạ dạ rồi. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Dạ dạ dạ. Rồi, được chưa? Ngày mai tôi đi bác sĩ. Vậy mới được chứ. Ôi trời đất ơi, cái hình ảnh đó nó quen lắm chị Dung. Người mà minh chứng đầy đủ ngồi đây luôn. Cổ đó. Trời, chị có cảm giác như là biên tập đã lấy câu chuyện đời em ra để viết. Chỉ thiếu cái nhân vật người bạn đó, là mình không biết là có cái người bạn nào mà kề cận mà lôi em để đi khám được hay không. Có. Tại vì nói nào ngay, Yến là cũng có đủ cơ sở để lướt bệnh. Bạn cũng yoga, bạn cũng chăm sóc cơ thể bình thường tốt. Nhưng mà đôi khi chính điều đó mình trở nên chủ quan, vì mình cho rằng mình có một cái tiềm lực và thêm tuổi trẻ nữa. Đúng không? Dạ thì đúng rồi. Lướt lắm. Mà em biết sao không? Chị còn biết cái chuyện này. Thí dụ mình cứ uống thuốc hoài, cứ bệnh ra uống thuốc hoài, mai mốt sau này á là mình sẽ bị cái bệnh là lờn thuốc. À đúng rồi, có từ lờn ghê thuốc nữa. Lúc đó còn căng nữa. Nhưng mà có một điều nữa mà chúng ta rất là hay quên, đó là bạn có chắc và bạn có đang làm những cái chuyện để bạn khỏe không? À, chúng ta lại có một cái điều là hay ỷ y vào khả năng tự chữa lành của cơ thể, mà quên mất rằng là cái cơ thể này cũng cần được chăm sóc để nó duy trì cái khả năng tự chữa lành. Cho nên là ăn uống nè, chế độ sinh hoạt nè, thể dục thể thao định kỳ, và ra tất cả những cái điều đó chúng ta gọi chung là lối sống lành mạnh. Thì mọi người lại thường hay cho rằng là khi nào mà hết khỏe đi rồi hãy sống lành mạnh. Giống như Yến á, Yến là gọi là trùm yoga nha. Mọi người mà theo dõi Yến, mọi người sẽ thấy bạn ấy là yoga rất là giỏi. Nhưng mà em có thừa nhận với chị là người trẻ theo đuổi yoga những năm gần đây mới đâu. Chứ còn trước đây phải là những cái người lớn tuổi. Có nghĩa là cũng phải bệnh đồ đó để bắt đầu mới tìm đến, thì rõ ràng nó cũng muộn màng. Nhưng mà bạn được cho thì bạn phải biết giữ, thì nó mới sinh sôi nảy nở. Chứ cái gì mà xài không, ngồi ăn không, núi cũng lở đó. Cho nên mọi người lưu ý nha. Như là chúng ta hay nói vui với nhau, cái chiếc giường mà đắt tiền nhất là chiếc giường bệnh, và không ai muốn nằm ở trên đó. Thì để chúng ta có được một sức khỏe tốt thì nó cần rất là nhiều sự cố gắng, đúng không ạ? Cố gắng lắng nghe cơ thể của mình, cố gắng ăn uống, cố gắng sinh hoạt hợp lý lành mạnh, và đừng quên là đi khám sức khỏe định kỳ như là chị em mình chia sẻ ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn chị Tô Nhi A, người bà nghệ sĩ với Phương Dung đã cùng đến với Bạn Khỏe Không ngày hôm nay để trò chuyện rất là nhiều điều thú vị với quý vị khán giả. Xin cảm ơn hai chị rất nhiều. Và Phụng Yến cũng xin được gửi lời cảm ơn quý vị khán giả của Bạn Khỏe Không đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình này. Và quý vị đừng có quên khung giờ quen thuộc chúng ta gặp nhau quý vị nha, 19:35 thứ hai hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì ba chị em áo xanh xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nếu như mà mình ăn thịt mỡ nhiều thì mình có bị gan nhiễm mỡ không? Cái câu hỏi đó của em nó đúng mà nó chưa có đủ.